làm bộ phim nhìn mình quay dễ thương quá. Tối nó đang bị thêm chiều cao cao rồi nè. Má đang bị gục hang nè. Chăm chăm. Bộ phim miền Tây. Dạ. Phim xưa 4 người luôn. Ồ, được nha. Nhớ rồi nó. Hôm nay có dự án phim xưa đó má. Rồi. Ui, chung là ba đẹp đó chị á. Chung là ba đẹp á. Dạ rồi, khác ba nhau cười tươi chứ. Hắt eo nhau đi chứ ha. Bác em nhau nghĩ tới bộ của cô Phương Anh cười. Ghê trời. Rồi. Thôi vậy tốt nhất mình chụp từ người mình ghép vô rồi. Dạ rồi kìa.
Dạ chị em với chị Ngô Phương Anh mỗi người giao một bên chị em. Vậy là hai hai chị đang trước. Dạ đúng rồi, bưng máu. Ok. Rồi, rồi. Ok. Chị cho mình nhìn xuống, mình nhìn thẳng trước nha chị. Dạ, máy hết luôn. Nhìn, nhìn cái máy là con gà. Cái máy là con gà nha. Nhìn máy trước rồi. Rồi, một. Tay của chị em với chị Ngô Anh thấp xuống một xíu. Không thấp được em ơi. 1 2 3. Chị để bàn trước vậy nè. Ủa gì hả? Thôi thôi. Dạ, rồi đúng rồi, 1 2 3. Ok. Vậy rồi mình nhìn món ăn là nhìn tay. Nhìn vô tay mình luôn. 1 2 3. Món của con thấy ngon á. Món thấy chưa, thấy con ngon ghê chưa. Mấy đứa này nhìn thấp mà không có kinh nghiệm gì hết. Có nhìn con gà thiệt. Nhìn cỡ thằng này thôi. Cỡ này. Cuối quá. Rồi mình lại tắm nha. Vậy là nhìn động động mắt rồi đi. Thấp xuống mày che mặt đi. Cũng già nữa. Rồi. Rồi, 3 2 1 cười. Ok. Như thí dụ mắt nhìn vậy nè, mắt nhìn đây nè. Đó. Ê, em bị cao ra quá à, cho em thấp lại. Hả? Con nhìn thấp quá. À. Phải em bị đứng cao hơn mấy chị á. Em cùng chân xuống, tại mọi người đang còm lưng mà. Nãy nha. Rồi. Mọi người đang còm lưng mà. Mấy tấm đó xé đi. Rồi, 3 2 1. Em để cái tay ra bên ngoài. Anh ơi, xin lỗi anh nha, tự nhiên em nhìn vô đó anh. Cái gì vậy? Quay gì vậy? Đang quay hả? Trời ơi, tại vì má em rồi đó. Má em nói là chẳng có nhìn đó. Mặt ở đây. Mà nhìn ra kia, chị Hoa nhìn chị em giúp em. Này có chồng rồi đó cha bà, đây sẽ là bằng chứng tố cáo. Ok, xẻ ra. Rồi. Rồi. Xẻ một xíu thôi. Lại cái nha. 3 2 1. Cao tay rồi chị Bi. Còn con gà nữa. Con gà nữa nó che mặt chị. Cái dễ của chị là chỉ là một miếng cánh gà thôi chứ không phải là nguyên một con gà. Dạ thưa chị, dạ, chương trình của mình không có cái nào bán nửa cánh hết. Còn bán nửa phần. Rồi, 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 ok, để sẵn luôn nha. Rồi. 3, 2, 1. Ok. Dạ rồi, tất cả cùng lái hai tay luôn. Mỗi cái mày chụp nhiều nhiều luôn đi. Rồi, 2, 3, mỗi chân. Ủa mà lộn nhìn đâu. Dạ nhìn đây hết, nhìn đây nha. 3, 2, 1, lai. Hai tay luôn hả? Hai tay luôn. Má bốn mấy cũng được hết. Má bốn bao nhiêu? 1, 2, 12 kìa. Rồi. Bốn đứa được 6 món lên. Rồi. Rồi. Tết con tài vừa hết que hết luôn một món thôi. Rồi. 3, 2, 1, yes. Ok. Má hỏi vậy nè, tay nào giờ đồng là ba đứa này đưa tay phải đưa tay trái. Bởi vậy. Lạ ghê. Tại má bìa này mà. Đâu, cái này có quay lại luôn kìa. Trong má là luôn. Má quay về một bên để chị má quay qua kia. Rồi lại. Trong đó đó rồi má xích vô. Không, má xoay qua bên chung với mọi người luôn. Đó. Đó, rồi. Rồi, má xích vô luôn. Ok. Rồi má xích vô một tí nữa. Rồi. Rồi, 3 2 1. Ok, đẹp. Sao nãy giờ nó cứ bắt má này má kia hoài rồi có mình tao sai rồi hả? Bon bon giả nha, kết thúc clip ở đây nha. Bây giờ mình chụp xong rồi mình sẽ mua gà về ăn với chồng mình. Bye bye, cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh YouTube Hội Trăm Official và mọi người chờ đón xem những clip sắp tới của Trăm và chồng Trăm nha. Bye bye.